Sáng nay, ngày 23 tháng 11 năm 2023, Đoàn Kiểm tra Liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024 số 2 do Đội Quản lý Thị trường số 17, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội chủ trì đã tiến hành kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh tại địa chỉ tổ 18, phường Phú Lương, quận Hà Đông. Qua đó, phát hiện và thu giữ nhiều sản phẩm bếp từ có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang bày bán 85 chiếc bếp từ mang nhãn hiệu Sunhouse. Toàn bộ số hàng hóa là bếp từ có gắn nhãn hiệu Sunhouse trên sản phẩm, không thể tách rời sản phẩm. Có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Sunhouse đang được bảo hộ tại Việt Nam, không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Giá niêm yết là 300.000 đồng một chiếc. Tổng trị giá hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Sunhouse tính theo giá niêm yết là 25.500.000 đồng. Trước sự chứng kiến của ông Bùi Đắc Tấn là chủ cơ sở, đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy số liệu, tư liệu số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Sunhouse, đồng thời gửi đến đơn vị đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu Sunhouse tại Việt Nam để làm căn cứ xác nhận hàng thật, hàng giả nhãn hiệu.